Hello, thì mời các bạn ăn ăn sáng cùng mình nhé. À, thì hôm nay mình ăn bánh cuốn nha các bạn. Chúc các bạn không biết có ăn cái này không, nhưng mà chỗ mình là rất là hay. Thì đến nha, mình định mua bánh hoàn tai đi. Bởi vì cái bánh mình thích nhất là bánh hoàn tai này. Bánh dời này. Bánh gai này, đấy. Thì mình ra muộn quá. Bây giờ người ta bán hết rồi, còn mỗi bánh này thôi. Thì mình mua tạm vậy. Chỗ mình bánh cuốn này không phải là bánh cuốn như kiểu Cao Bằng là ăn bằng nước các bạn ạ. Đấy, chấm bằng mà chấm nước chấm cơ. Mấy bạn nhỉ? Đang đói mà ăn cảm nó ngon à. Nước chấm ngọt ngọt, cay cay. Đây là vị đặc trưng của cái nước chấm bánh cuốn này. Ăn cái này cũng ngon đấy nhưng mà nó hơi ngấy, làm mình nhiều mỡ. Cái này nó có hành, mộc nhĩ, thịt băm. Trước mình ở dưới Hà Nội mình chỉ thấy là người ta bán bánh bao bánh khúc đấy, nói chung là ít thì mình bán này lắm. Thực ra mình
mình biết rất nhiều cái, mình có rất nhiều cái để chia sẻ với mọi người. Thôi được rồi, từ mai mình sẽ làm. Ok nha. Làm tổ trưởng quản lý à? Đáng nghĩ ý tưởng để làm anh không? Chấm hết cả nước chấm.